chào các bạn. Đây là các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến tỉnh Thất Nguyên Nguyên để mình giới thiệu cho các bạn có cái cây cầu nguyện các bạn. Mời các bạn đi theo mình để tham quan các bạn. Trong đó là mấy bên tay phải đó là Đức Phật Di Lạc nha các bạn. Còn bên tay trái là Quan Thế Âm Bồ Tát nha các bạn. Còn đây có Phật Thích Ca nè các bạn. Này các bạn, rất là trang nghiêm các bạn ơi. Tượng rất là lớn nha các bạn. Đây mình sẽ đi sâu vào trong nữa các bạn. Đây nè các bạn, đây là chánh điện các bạn. Để mình vào trong chùa để mình thắp một nén nhang, để mình xin phép để mình quay giới thiệu cho các bạn nha các bạn. Cần giới thiệu cho bạn bè ở gần xa về đây cũng đây các bạn, khi mình cúng mình cầu nguyện rồi các bạn,
thì mình sẽ đi ra ngoài khung viên ở sau các bạn. Em đón nhang đi em. Đi với em mình nha các bạn. Hai anh em đi. Biết bên đường bên đây đi các bạn ơi. Thì mình thấy ở bên đây có mấy cái bức tranh họa sĩ vẽ nè các bạn. Đây nè các bạn. Rất là đẹp các bạn ơi. Đó. Thấy đẹp không các bạn? Vẽ đều trên các bức tường chân nha các bạn. Đây các bạn, còn đây là công viên. Công viên cái nơi mà trang trí cây hoa cảnh của chùa các bạn. Sâu vào bên trong này các bạn. Ở trong công viên là có hình của Đức Phật Thích Ca này các bạn. Rồi quá lớn các bạn ơi, quá đẹp các bạn ơi. Này các bạn. Vĩ đại quá các bạn ơi. Thấy các bạn không? Các bạn thấy lớn ghê không các bạn? Đây các bạn, sau khi mình vào trong á, mình hỏi các sư các bạn thì các sư mới là chỉ cho mình cái cây thần tài vương Bồ Tát này các bạn. Đây các bạn, đây là cái cây thần tài vương Bồ Tát. Khi mà người dân tới đây ở ngoài cái thắp hương để cầu Phật Thích Ca với các vị thần ở trong chùa các bạn, thì người dân tín ngưỡng vào những ngày Tết, ngày gầm lớn đó các bạn, đi đến đây là cầu chỗ cây thần tài này nè các bạn. Đó các bạn. À, người dân sẽ ghi cái điều mà mình muốn cầu tiền tài hay là tình duyên gì đó các bạn. Đây các bạn. Rồi buộc cục đá nhỏ nhỏ nha các bạn, chứ đừng buộc cục đá bự nha, buộc cục đá bự rớt xuống lỗ đầu nha các bạn. Đó, rồi hãy lên trên cây, hãy lên trên cây cầu nguyện các bạn. Để mình đốt nhang cho ông thằng tài cái mình cầu ra ra. Cái video này á, đăng ký của mình thiệt là nhiều, cỡ ngày cỡ chừng dài chắc thôi là mình mừng rồi. Thì các bạn mình sẽ quay toàn cảnh cái nơi tình huống này cho các bạn xem các bạn. Đây là cái chuông nha các bạn. Các bạn chuông này khi mà đóng vô các bạn mình không dám đóng. Đóng cái máy sư hợp lại hết trơn nữa. Đuổi mình ra chùa luôn các bạn. Đây là cái cảnh ở trong sân chùa nghe các bạn. Rất là
đẹp nha các bạn. Mẫu mã rất là đẹp. Bên đây đây nè các bạn, đây là cái bình bình tích này là trên gụ bàn đào nha các bạn, của Tài Thiên á. Rồi bên đây bác nhà tập trà à, thì là bên đây là cái nơi mà sư tiếp khách nha các bạn. Bác nhà tập trà, đây có trà gì nè các bạn, uống thử các bạn. Năm màu quanh các bạn ơi, không phải trà. Trong khuôn viên của tỉnh Thất đó các bạn, thì có 18 vị la hán nè các bạn, để mình quay cho các bạn xem 18 vị la hán nè các bạn. La hán này có là được phân bổ dòng dòng của Đức Phật Thích Ca nghe các bạn. Đức Phật Thích Ca thì chính giữa 18 vị La Hán ở sau nghe các bạn. Đây các bạn, đây là Đức Phật Thích Ca ngay chân chính giữa nè các bạn. Đây các bạn, nó Đức Phật Thích Ca là ngay giữa 18 vị La Hán là hai bên và phía sau lưng nghe các bạn. Đây các bạn, xem các bạn, rất là đẹp nha các bạn, được trang trí và rất là sạch sẽ các bạn ơi. Nếu các bạn mà có dịp đi vào trong núi Sập á, ghé thác Quy Nguyên nha các bạn. Gần tới núi Sập các bạn, đây nè các bạn. Đây cũng là cái cây thần tài để người dân tín ngưỡng cầu nguyện nha các bạn. Đây các bạn, hiện giờ vẫn còn dải ở trên đó đó các bạn. Đây các bạn. Xong rồi đó các bạn, mình đã giới thiệu cho các bạn cái nơi mà tỉnh Thất Quy Nguyên ở đây nè các bạn. Với cái cây thần tài đây các bạn, đây có hai cây các bạn. Với toàn cảnh của Quy Nguyên rồi. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn, chúc các bạn gặp nhiều may mắn và vạn sự bình an. Chào các bạn.